tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, bước sang tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023 là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để nắm bắt được nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 Con Giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi Đinh Mão chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn những người tuổi đinh mão hiểu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý vậy cụ thể vận trình ra làm sao xin mời quý anh chị tuổi đinh mão cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tử vi tuổi đinh mão sinh năm 1987 người tuổi đinh mão sinh năm 1987 là tuổi con mèo thuộc mệnh hỏa lư trung hỏa nghĩa là lửa trong lò. Người tuổi đinh mão thường cởi mở linh hoạt và ưa tự do. Họ thích du lịch thám hiểm và trải nghiệm. Bản năng dùng hòa bình đáp lại khiêu khích giúp họ tiến xa trong cuộc đời. Con giáp này thường khao khát quyền lực và rất hãnh tiến họ thích là người số một và có đủ thông minh cũng như lý tưởng để đạt được điều này đinh mão có khả năng lãnh đạo tốt hơn các tuổi mão khác và sẽ trèo lái con tàu của mình một cách chừng mực thận trọng người sinh năm đinh mão thường hết sức nghiêm túc trong sự nghiệp họ làm việc chăm chỉ có năng khiếu trong kinh doanh và sẽ thành công hơn nhiều nếu biết tham khảo ý kiến của người khác khi có mục tiêu rõ ràng họ có thể tư duy mạch lạc tập trung cao độ và ngẩng cao đầu tiến lên đinh mão là người dễ tiếp xúc và rất tự nhiên năng lượng hỏa giúp họ dễ dàng bộc lộ cảm xúc và đam mê tính cách của họ thường mạnh mẽ hơn so với các tuổi mão còn lại tuổi đinh mão phù hợp với các lĩnh vực như tư vấn viết văn giáo viên kinh doanh thời trang lâm nghiệp lĩnh vực được xem là thế mạnh là kinh doanh ga chất đốt sửa chữa máy cơ khí điện tử nấu ăn thu nhập của họ thường không đều đặn hay bị hao tốn phần đa họ thuộc tầng lớp khá giả sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, công việc của người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987 tiến triển tốt chủ yếu là do có tam hội phụ trợ. Những người tuổi Đinh Mão có thể nhanh chóng tìm thấy những cơ hội phát triển hoặc những hướng đi mới trong sự nghiệp. Bản mệnh không còn cố chấp với suy nghĩ của mình nữa mà bắt đầu mở rộng tầm nhìn, biết đánh giá mọi việc trên nhiều phương diện hơn, tính cách cởi mở, thân thiện giúp trở thành con giáp giỏi xã giao, xây dựng được mối quan hệ hài hòa với những người xung quanh. Mọi người cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp phải khó khăn chính vì vậy mà bạn luôn giữ được tâm thế lạc quan tích cực không sợ hãi khi phải đối diện với khó khăn, thử thách. Đáng mừng hơn, người tuổi Đinh Mão bắt đầu xây dựng được những mục tiêu phát triển thích hợp cho mình. Tuy nhiên Nguyệt lệnh lâm thai cũng khuyên bạn, không nên quá buông thả bản thân, để mặc cho những mộng tưởng của mình bay bổng rời xa thực tế, hoặc ham vui dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân. Người tuổi đinh mão nên biết sắp xếp thời gian sao cho hợp lý, để bạn vừa có thể thư giãn, lại vừa có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thời điểm này, bạn cũng vẫn phải đề phòng mọi người xung quanh, cẩn trọng khi đưa ra quyết định, tránh nhẹ dạ cả tin, hoặc trần trừ, thiếu dứt khoát, để lỡ mất thời cơ. Tháng này tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, nên nhờ cậy phúc khí của Phật giúp bản mệnh gia tăng may mắn, Phật bản mệnh của tuổi Đinh Mão là Văn Thù Bồ Tát, con giáp này nên mang theo bên mình những món đồ phong thủy có hình dáng của Bồ Tát thì sẽ giúp vạn sự hanh thông, thăng tiến, thuận lợi. Ngoài ra, người tuổi Ất Mão nên tránh giao du, làm việc với những tuổi khác mình như tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu, đây là những người không hợp tính cách dễ xảy ra mâu thuẫn cãi cọ và gặp nhiều trở ngại trong hợp tác. Về mặt tài vận vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Mão trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Đường tài lộc nhiều có điểm sáng, nhờ chính tài nâng đỡ. Người tuổi Đinh Mão vốn là người chăm chỉ làm việc và có lối sống tiết kiệm, nên khoản tiền dư giả hiện có có thể là do công sức bạn đã lao động và dành dụng suốt bấy lâu người tuổi đinh mão với trực giác nhạy bén và đầu óc nhanh nhạy dù vận trình trong tháng gặp không ít khó khăn nhưng nếu kiên trì cộng với kinh nghiệm chịu khó có niềm tin sự quyết tâm sau khi xác định rõ mục tiêu đặc biệt là mục tiêu kiếm tiền thì con giáp này sẽ cố gắng hết mình để thực hiện quyết không từ nan nhờ thế mà họ thường xuyên đạt được những mục tiêu đã đề ra những người làm đầu tư kinh doanh cũng có thể tìm được những mối khách hàng đối tác đáng tin cậy bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn cốt là bạn luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước khi vướng phải khó khăn trong thời điểm này Ngoài ra, người tuổi Đinh Mão cũng sẽ phải chi tiêu một khoản tiền nhất định cho các hoạt động xã giao, xây dựng mối quan hệ, tuy nhiên đây là một khoản tiền hữu ích, có thể giúp bạn gặp được quý nhân của mình trong tương lai. Những người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân làm chủ tiền bạc phụ thuộc nhiều vào năng lực và sự cố gắng của bản thân, bạn càng năng động, kiên trì, thì vận trình tài lộc của bạn không ngừng khởi sắc. Theo cửu cung phi tinh tháng Người tuổi đinh mão, muốn việc làm ăn thêm phần thuận lợi, bạn cần chú ý đến phương vị Tây Bắc trong nhà, hãy luôn giữ cho khu vực này được gọn gàng, sạch sẽ. Nếu cửa chính phòng ngủ phòng làm việc vừa khéo ở phương Tây Bắc thì gia chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ hay màu tím ở trước cửa, vận tài lộc tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987 sẽ duy trì ở mức ổn định, không có quá nhiều biến động. Kim quý quý nhân xuất hiện, đây là các tinh hỗ trợ tài lộc cho người tuổi Đinh Mão rất tốt, bạn có cơ hội vươn lên và làm giàu. Tuy nhiên, để đạt được thành công thì cần trải qua lửa rèn tôi luyện. Về mặt tình cảm, Bước sang tháng Bính Thìn, năm Quý Mão 2023, người tuổi Đinh Mão gặp các tinh thiên diêu xuất hiện, chủ về đảo hoa khởi sắc. Tháng này người tuổi Đinh Mão có cơ hội tìm được người thích hợp với mình, những người còn độc thân, có suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu, bạn đã có thể cho những người có thiện cảm với mình cơ hội để hiểu thêm về mình. Con giáp này cũng tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân, chính vì vậy mà bạn trở thành một người rất có sức hút nếu trong lòng chưa có ai bạn cũng có thể tham gia vào các buổi giao lưu kết bạn chắc chắn sẽ tìm được một người phù hợp với những chỉ tiêu mà mình đặt ra từ trước đó tuy nhiên một khi đã đến với ai đó bạn nên giữ mối quan hệ trung thủy và nghiêm túc với người đó không nên giữ mối quan hệ với quá nhiều người dễ đẩy bản thân và mọi người vào cảnh khó xử thậm chí là xích mích tổn thương đối với người đã có gia đình cần phải chủ động giữ khoảng cách với người khác giới đặc biệt cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình không nên tham gia vào quá nhiều buổi tiệc tùng giao lưu gặp gỡ bạn bè Bản mệnh tuổi Đinh Mão cần xác định được vị trí, vai trò của mình trong gia đình và trong lòng người thân, ngũ hành tương khắc cũng khuyên vợ chồng cần phải trò chuyện tâm sự và chia sẻ với nhau nhiều hơn, không để những mâu thuẫn cứ lớn dần trong lòng hai người. Chỉ cần đôi bên giữ bình tĩnh và thật sự muốn hòa giải với nhau thì không có bất cứ rắc rối nào là không khắc phục được. Về mặt sức khỏe, với người tuổi Đinh sinh năm 1987, bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão này, không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại về sức khỏe. Vào thời điểm này, người tuổi Đinh Mão cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên lao động quá sức khiến cơ thể mệt nhọc. Người tuổi Đinh Mão cũng cần chú ý vận động rèn luyện sức khỏe, không nên ngồi một chỗ quá lâu, khi thời tiết thay đổi, bản mệnh phải có cách ứng phó kịp thời, nếu không rất dễ mắc phải các bệnh như cảm cúm, ho, sốt gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng 3 âm lịch này, thời tiết thay đổi thất thường, đây là nguyên nhân khiến bạn dễ mắc các chứng bệnh cảm cúm, bệnh đường hô hấp, cơ thể dễ mệt mỏi, bản mệnh nên chú ý giữ mình để luôn có sức khỏe tốt nhất. Trong tháng, bản mệnh nên hạn chế đi xa, không tham gia các hoạt động mạo hiểm, tránh nguy hiểm đến tính mạng, thời điểm bệnh dịch vẫn đang còn tiềm ẩn, tốt nhất con giáp này nên chuẩn bị đầy đủ kiến thức y tế và những hành trang để bảo vệ chính mình được tốt nhất nhé. Phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Có thể nói, việc chọn hướng bàn làm việc cho người tuổi Đinh Mão là vô cùng quan trọng, bởi hướng bàn làm việc ảnh hưởng đến rất nhiều, năng suất công việc cũng như sự thăng tiến trong sự nghiệp và sự giàu có trong tương lai. Vậy làm thế nào để biết tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, ngồi làm việc hướng nào tốt? Xin mời quý bạn theo dõi ngay sau đây. Nguyên tắc chọn hướng bàn làm việc cho tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Vì Đinh Mão sinh năm 1987 có quẻ mệnh và ngũ hành, lưu trung hỏa, lửa trong lò, nên khi chọn hướng bàn làm việc cần tuân theo nguyên tắc sau. Nam tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, ngồi làm việc hướng nào tốt? Hướng ngồi làm việc của người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, nam mạng là ở phía chính Tây Nam của văn phòng làm việc. Vì nam giới tuổi Đinh Mão thuộc Đông tứ mệnh nên hướng làm việc tuổi Đinh Mão cần quay về một trong các hướng: Đông, Bắc, Nam, Đông Nam. Hướng Đông diên niên, củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu để bạn có chỗ dựa vững chắc hoàn toàn yên tâm khi phát triển sự nghiệp. Hướng Bắc sinh khí, giúp bạn tăng cường thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. Hướng Nam thiên y, cải thiện sức khỏe để làm việc năng suất hiệu quả hướng đông nam phục vị, củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong sự nghiệp. Nữ tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, hợp hướng làm việc nào? Phương vị đặt bàn làm việc của nữ tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987 là ở phía tây nam của văn phòng làm việc. Do nữ giới tuổi Đinh Mão thuộc Tây tứ mệnh nên bàn làm việc cần quay về một trong các hướng: Tây Bắc diên niên, Đông Bắc sinh khí, Tây Thiên y Tây Nam phục vị hướng tây bắc diên niên củng cố các mối quan hệ trong gia đình tình yêu để bạn có chỗ dựa vững chắc hoàn toàn yên tâm khi phát triển sự nghiệp hướng đông bắc sinh khí giúp bạn tăng cường thu hút tài lộc danh tiếng thăng quan phát tài hướng tây thiên y cải thiện sức khỏe để làm việc năng suất hiệu quả hướng tây nam phục vị củng cố sức mạnh tinh thần mang lại tiến bộ của bản thân và may mắn trong sự nghiệp khi chọn hướng bàn làm việc tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, cả nam mệnh và nữ mệnh cũng cần quan tâm đến màu sắc của bàn, vì Đinh Mão có niên mệnh thuộc hỏa, nên sử dụng bàn làm việc dạng hình thuôn dài với các màu xanh lục hoặc màu đỏ vì màu đỏ là màu bản mệnh của bạn, còn màu xanh lục là màu tượng trưng cho hành mộc. Theo quy luật tương sinh thì mộc sinh hỏa rất tốt cho người tuổi Đinh Mão. Vâng, quý anh chị tuổi Đinh Mão thân mến. Vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị tuổi Đinh Mão sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý anh chị trong thời gian sớm nhất mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại